Nghề gốm ở Biên Hòa đã có từ lâu đời, nhưng từ khi có sự dẫn dắt của ông bà Ba Lít, hiệu trưởng trường Mỹ Nghệ Biên Hòa, cả hai đã khai sinh ra một dòng gốm đặc biệt và làm cho nó nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhờ màu men không bóng, thăng trầm và có chiều sâu, trang trí đơn giản mà có hồn, càng nhìn càng thấy đẹp. Trong đó nổi bật nhất là ba màu, xanh đồng, trắng ta, đá đỏ. Trường Mỹ Nghệ Biên Hòa được thành lập vào năm 1903 và tồn tại cho đến ngày nay. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, trường đã sản sinh ra rất nhiều thế hệ là những người thợ tài năng. Chính những người thợ đó đã làm ra những chiếc bình gốm Biên Hòa nổi tiếng khắp Nam Châu. Vâng, Đại Ngàn xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Đại Ngàn làm một cái clip về những món đồ Biên Hòa xưa. Thì trước mặt các anh chị là những món đồ Biên Hòa xưa. Có những món trước năm 75, có những món thì thập niên 1980. Thì dòng gốm Biên Hòa là một trong những dòng gốm mà được rất là nhiều nhà sưu tầm ở Nam Bộ sưu tầm. Thì trên đây ở giữa là các bạn thấy đây là cái bình gốm Biên Hòa xưa, men đá đỏ trắng ta. Thì men đá đỏ là một dòng men mà rất là nổi tiếng của trường Mỹ Nghệ Biên Hòa, rất là đẹp. Đây, hoa văn lượng sóng rất là cao to. Cái bình này chắc phải cao 60. Ngoài ra thì ở bên cạnh nó là có một cái bình hoa cúc trắng hoa cúc. Cái bình này thì nghệ nhân làm chấm men rất là chi tiết và đẹp. Nó cao 39 cm. Trên cái miệng thì nó bị mài đi, cắt đi. Ngoài ra thì ở đây thì chúng ta có một cái bình gốm Biên Hòa xưa men xanh, xanh tím coban rất là đẹp. Và đặc biệt của cái bình này á là của nghệ nhân Lê Bá Đáng này, rất là già đồ nha anh em. Thì ở trên đây thì nó có các tư thế phòng the của người, thì nó rất là hay, có rất là nhiều kiểu thế. Trên đây có vẻ hình nó có làm một cái hình người đắp nổi. Thì đặc biệt về cái chủ đề mà phòng the trên gốm Việt á, thì cũng rất là hiếm. Thì đây là một cái bình mà trong một phút mà ngẫu hứng, nghệ nhân Lê Bá Đáng trường Mỹ Nghệ Biên Hòa làm ra cái bình này, rất là hay. Một cái món đồ mà trang trí mỹ thuật rất là đẹp mắt. Ở dưới đây thì chúng ta có mấy cái dĩa trưng bày trái cây, hoặc là chúng ta treo lên tường cũng rất là đẹp. Cái dĩa này rất là to ha. Thì trên cái dĩa này á, là có chủ đề là có tích là con chim phụng. Chim phụng ở đây thì nó có hai cái. Mấy anh em Buôn Ma Thuột đang lắc lên có sưu tầm có hai cái đó. Bạn nào chơi thì lấy hai cái dĩa này về rất là đẹp. Cái dĩa nó làm khoảng thập niên 80. Ngoài ra thì bên này thì chúng ta có cái gạt tàn thuốc quái thú, được có nước men rất là độc. Ở dưới đây thì người ta có cái mộc là trường cao đẳng mỹ nghệ, trường cao đẳng mỹ thuật Biên Hòa. Thì cái này thì nó, khi mà nó có cái mộc này á thì nó khoảng thập niên 1970-1980 trở về sau. Đây rất nhìn cũng rất là già đồ, một cái món bồ cũng rất là độc. Thì Đại Ngàn trước đây mới thấy đây là cái gần như là cái duy nhất. Chưa thấy cái thứ hai, một cái gạt tàn thuốc rất là đẹp của trường Mỹ Nghệ Biên Hòa Đồng Nai. Bên này thì có một con voi gạt tàn thuốc. Thì ngày xưa thì mấy cái mẫu voi này á người ta làm rất là nhiều. Đây hôm nay mấy anh chị Buôn Ma Thuột Đắk Lắk cũng có mang lên một con voi để giao lưu, cũng rất là hay. Ở giữa thì nó có chữ thọ mà cũng không có rõ nét lắm. Đây là một cái gạt tàn thuốc. Bên này thì chúng ta có những cái món Biên Hòa như là cái ly. Đây là một cái ly mà gốm Biên Hòa xưa, men cốt rất là già luôn, cốt xám luôn. Trên này thì nó có vẻ hoa cúc, có điểm men xanh vợt nè, rồi rạng luôn nè, xanh vợt men lên như ngọc luôn á, và một chút men hồng phấn. Một cái ly mà gốm Biên Hòa cũng rất là hay. Ở phía sau đó thì chúng ta có một cái bình, cái bình cũng men ngọc rất là đẹp nè, bình gốm Biên Hòa xưa. Đây là một cái bình mà lục giác, có vẻ con rồng đang đang phun nước hay là hút nước gì nè.
Cái bình này là cao 20,5 cm, men ngọc, cũng rất là đẹp, đồ lục giác bình. Ngoài ra thì ở chỗ này chúng ta có một cái bình, cái bình dáng tỳ bà nè, miệng miệng uống sóng, miệng tai bèo. Đó, chỗ này thì cái bình này là nó có về chủ đề hoa mai mùa xuân, một cành mai thiên hạ nhất chi mai, độc nhất nhất chi mai, nó rất là đẹp. Đó, men xanh coban rất là đẹp luôn. Bên này thì chúng ta có hai cái bát hương, đặc biệt của cái bát hương này là nó có vẻ cảnh xanh sông long, hai con rồng lá, rất là đẹp. Chỗ này thì ở giữa nó có cái chữ này là giống như là như chữ phúc hay sao nè. Cái bát nhang này thì người ta chấm men rất là chi tiết. Đó, hai bên là có hai con rồng lá. Phía dưới chôn có cái chữ gì nữa nè. Đó, phía sau đó là chúng ta cũng có một cái bát nhang, cũng gốm Biên Hòa xưa. Đó, cái này cũng có hai con rồng nhưng mà nó vẽ này là lưỡng long chân châu. Đây là chủ đề lưỡng long chân châu hoặc là song long trùng nghịch gì đó, thì cái này nó cũng là có vẽ hai con rồng nhưng mà nó không có rõ ràng chi tiết như giống như cái bát hương Biên Hòa đây. Ngoài ra phía sau nó thì có hai cái bình gốm Biên Hòa, một cái bình là tích vẽ hoa cúc màu xanh coban cũng rất là đẹp. Cái bình này thì nó khoảng làm vào khoảng thập niên 1980. Bên này thì chúng ta có hai cái bình, có cái bình tam khẩu vẽ rồng lá. Đây là cái bình gốm Biên Hòa, nó vẽ cảnh rồng lá men gia lương. Chỗ này là chúng ta thấy là có cái đầu rồng nè, nếu mà mọi người mà nhìn không kỹ á không nhìn ra thấy được cái đầu rồng đâu. Chỗ này chúng ta thấy có hai cái đầu rồng đang chụm vào nhau nè. Nó gọi là rồng lá. Nó rất là đẹp. Cái nhưng mà cái bình này hình như là nó bị tình trạng bị tóc mà. Đây chôn của nó đây, chôn mà dưới có men luôn, có điểm men có ghi số 5 nè. Đây là đặc biệt, ví dụ như ở dưới đây có cái số là quý vị chú ý là ngày xưa các thợ người ta hay chấm men, thì giống như cái này người ta ghi số 5 để người ta giống như là 5 điểm chấm men á, để người ta tính công vào trong cái bình này. Đó, một cái bình về gốm Biên Hòa rất là hay. Ngoài ra thì ở phía sau nó chúng ta thấy có những cái bình gốm Biên Hòa, giống như bên đó có mấy cặp bình màu xanh, nó dán chống cơm, cũng rất là đẹp. Nó có hoa văn họa tiết đây nè. Đại Ngàn cũng có nghiên cứu nhiều mà chưa biết cái hồi văn này là cái gì luôn. Một số người nói thì đây là cái hồi văn của trong mà hát bội. Đó thì ở đây thì anh em lên có một cặp. Ngoài ra thì ở phía trước đây thì nó có cái bình gốm Biên Hòa tích đám cưới. Cô dâu chú rể đập bể bình bông ăn đòn té đít. Thì đây là về cái ngày xưa thì ở Nam Bộ người ta hay đi đám cưới, người ta hay tặng mấy cái bình như thế này nè. Nhà ai mà làm gốm hay tặng mấy cái bình như thế này. Có vẻ cô dâu đám cưới có chấm men lên mặt mũi nhìn rất là dễ thương, môi hồng nè, mắt rồi đầy đủ hết. Nhưng mà cái bình này thì nó bị giống như là mài đít, ngày xưa giống như là để ngoài bàn thờ thiên hay sao á. Rồi xong cái là người ta lấy, người ta đổ bê tông vào. Ngoài ra thì ở đây thì chúng ta có hai cái bình lục giác nhỏ, rất là xinh. Lục giác nhỏ, chơi đồ mini, bỏ mấy cái bình này chân vô bộ tủ cũng rất là đẹp nha các bạn. Một cái bề là chủ đề hoa. Còn cái này là chủ đề cũng hoa luôn, hai cái đều là chủ đề hoa hết. Hai cái bình dán lục giác gốm Biên Hòa xưa, cái chủ đề là cây chỗ này giống như hoa cúc á. Thì đây là những cái món mà Biên Hòa xưa anh em Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đem lên giao lưu với các anh chị toàn quốc. Trong cái đợt này thì Đại Ngàn làm một cái clip này về gốm Biên Hòa để cho các anh chị xem và giao lưu. Thì nếu các anh chị mà có muốn giao lưu những cái món đồ xưa gốm Biên Hòa này á, thì cứ Zalo cho Đại Ngàn theo cho số 0938055929 hoặc inbox theo Facebook chợ đồ cổ Đại Ngàn cà phê. Trên Facebook đó lên cái fanpage là sẽ thấy. Thì Đại Ngàn chuyên làm những cái clip về đồ cổ xưa ở Việt Nam mình.
các anh chị xem thì có gì nhớ đăng ký ủng hộ Đại Ngàn nha. Rất là đẹp những cái món đồ Biên Hòa. Thì Đại Ngàn nói tiếp về Biên Hòa là một trong những cái mà dòng gốm của Việt Nam, nó cũng sản xuất vào nó được thành lập của trường Mỹ nghệ Biên Hòa được thành lập năm 1903 cho đến đến bây giờ thì vẫn còn. Nhưng mà đặc biệt thì người ta xích sưu tập những cái mà hiện vật gốm Biên Hòa xưa trước 75 và những món mà khoảng thập niên 1980-1990. Thì đây là những cái món đồ như vậy. Đặc biệt thì trong giới mà nhà giàu ngày xưa ở Sài Gòn hay là Nam Bộ á, rất là chuộng cái dòng đốm Biên Hòa này. Những cái dòng gốm Biên Hòa này á, những cái đồ Biên Hòa này ngày xưa không hề là rẻ đâu nha các bạn. Nó rất là mắc. Chỉ có những cái mà nhà giàu hoặc là nhà và phú hộ hay là thì mới có những cái món đồ mà Biên Hòa trưng trong nhà đó. Thì cho nên là cái dòng gốm Biên Hòa là được rất nhiều người ở miền Nam mà thậm chí bây giờ ở miền Trung, miền Bắc cũng đặc biệt ưu tiên sưu tầm. Và khi mà mình trưng những cái gốm Biên Hòa này trong nhà nhìn nó rất là sâu lắng và nó có hồn. Cho nên là những cái bình miếng gốm Biên Hòa nào khi chúng ta để một góc tường trên tủ hay là trên bàn á, thì nó nhìn rất là đẹp và sang trọng. Thì Đại Ngàn xin chia sẻ như vậy. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của Đại Ngàn. Bạn nào có thích thì cứ Zalo cho Đại Ngàn theo số 0938055929. Đại Ngàn xin cảm ơn ạ. Rồi hẹn gặp các bạn vào trong một cái clip khác nha. Hãy đăng ký kênh để cùng với Đại Ngàn du ngoạn khắp muôn nơi nhé.